Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay. Hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa tại quận 4. Đây là ngôi chùa Đức Quang, tọa lạc tại 330 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng mình chiêm bái toàn cảnh ngôi chùa. Và theo mình tìm hiểu thì chùa được thành lập vào năm 1965 do các tín đồ Phật tử địa phương xây dựng, và ngôi chùa thì theo hệ phái Bắc Tông. Và đây cũng là một ngôi chùa lớn tại quận 4. Ngôi chùa thì mang kiến trúc hiện đại dạng nhà hộp, gồm một tầng trệt và ba tầng lầu. Bây giờ thì mình đang review bên trong tầng trệt cho các bạn cùng chiêm bái. Và hiện chùa là văn phòng ban đại diện Phật giáo của quận 4, hội từ thiện Phật giáo quận 4. Nên các bạn có thể thấy xung quanh tầng trệt được chất rất nhiều gạo và mì của các mạnh thường quân gửi đến nhà chùa, với mong muốn gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Và bây giờ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng nhau lên trên tầng 2 để tham quan và cùng chiêm bái ngôi chùa. Khi mới bước lên trên tầng 2, mình thực sự hết sức là bất ngờ bởi những bức tượng Phật được bài trí hết sức là tinh tế và cũng mang đầy đủ ý nghĩa của Phật giáo cũng như sự linh thiêng vốn có của một ngôi chùa. Và bây giờ thì mình xin mời các bạn sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng lên chánh điện của ngôi chùa. Chánh điện của ngôi chùa được trang trí hết sức là đặc sắc, với màu vàng và màu đỏ làm chủ đạo. Cùng với đó thì chánh điện được xây dựng bằng vật liệu hiện đại và trang trí rất nghiêm trang. Bàn thờ chính của chánh điện thì thờ Phật Thích Ca. Ngoài ra trong chùa còn thờ rất nhiều các bức tượng thờ Phật khác.
Và vừa rồi thì mình cũng đã review toàn cảnh ngôi chùa Đức Quang tọa lạc tại 330 Nguyễn Tất Thành, phường 14, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay thì cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.